Bài số 46 là bài mà thầy nghĩ suy nghĩ rất là nhiều rồi à, làm ba bốn cái video giống như cái bài trước á, cũng ba bốn cái video thầy buộc phải cắt cắt ngang qua cái video trước tại vì nó bế tắc, cái thời gian làm dài nhưng mà không dẫn đến kết quả nào cả. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn mấy em làm bài 46. Bài 46 này thầy sẽ hướng dẫn cho mấy em hai điều à, điều thứ nhất á, là cách làm. Và cái điều thứ hai á, điều thứ nhất là cách làm à, cái điều thứ hai của chúng ta là thầy muốn chỉ cho em cách sử dụng Casio à, sử dụng Casio để thử lại, tại vì đáp án của bài toán này nó không phải là số nào cả à, đáp án của nó là cái gì, là một cái phụ thuộc vào A, cho nên cách sử dụng Casio á, mình phải nhanh trí hơn chút xíu à. Thì cách làm á, thì ngay từ ban đầu thầy đã nhận định cái bài toán này á, ta thấy là cái mẫu là x bình à, cái mẫu là x bình à, và thế vào tử khi x tiến tới không á, thì này sẽ là tan của a trừ nhân cho tan a trừ cho tan bình a à, thì ra không, tử không mẫu không đều dạng vô định à, và này là x bình cho nên thằng ở trên á, nó phải là một cái gì đó có thể là sin nhân sin, sin x nhân sin x, hoặc là sin x nhân sin 2x hay gì đó, thì mỗi thằng nó sẽ kết hợp với một thằng thằng x à, mỗi thằng kết hợp với x thì nó mới xuất hiện x bình, hoặc là tử nó sẽ là dạng sin bình chia cho x bình à, thì lúc đó mới được, tại vì giới hạn của này khi x tiến tới zero rồi à. Bây giờ mình sẽ làm sao đối với bài toán này đây? Ở đây thì thầy làm rất là nhiều theo nhiều cái chiều hướng, rất là nhiều chiều hướng nhưng mà không có cách nào ra được, cuối cùng thì chỉ có một cách để có thể ra được thôi. Khi thấy tích của hai này á, thầy thấy là hai này cộng lại á, là được a đó, cho nên á, thầy nhanh trí nhớ đến cái việc là tan của 2a, ủa tan của alpha cộng beta, tức là tan tổng thì bằng tổng tan, tức là tan alpha cộng tan beta chia 1 trừ tích tan là 1 trừ tan alpha nhân tan của beta. À, thì thầy rút cái này ra nè, nhưng mà cái biểu thức mà thầy khi mà thầy rút ra nó khá là phức tạp, khá là dài à, cho nên á, lúc này á, thầy mới nghĩ luôn à, mình không không có nhìn rộng nữa, mình không có nhìn rộng hết nguyên cái này nữa à, mà mình sẽ nhìn gì, nhìn 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 sâu vô xíu, tức là nhìn nhỏ đâu xíu, không có nhìn bao bao quát mà mình nhìn ít quát thôi. L à, thì lúc này á, khi mà L sẽ bằng cái giới hạn khi x tiến tới zero, tính tới rô của gì, của cái thằng này nhân này, tức là tan của a cộng tan x, tan cộng tan à, chia 1 trừ tích tan, tan tổng bằng tổng tan chia 1 trừ tích tan là tan a nhân cho tan x à, nhân cho thằng này là tan a trừ đi tan x chia cho 1 cộng tan a tan x à, trừ cho thằng bên kia là trừ tan bình a chia cho x bình à, thì tại vì cái tử này nó phức tạp quá cho nên thầy sẽ tách cái tử ra à, thầy sẽ làm riêng cái tử, lát thầy ghép với cái mẫu sau. Thôi thôi khỏi đi, làm thẳng luôn đi, bằng lim khi x tiến tới zero của cái mẫu á, là x bình à, và cái tử này em mới thấy là à, hàm lượng thức tan a cộng tan a trừ tan x thì này sẽ là tan bình a à, trừ cho tan bình x được không à, và cái mẫu này cũng là cái hàm lượng thức 1 trừ cho tan bình a nhân tan bình bình x, thì lúc này khi x tiến tới không á, để mấy em thấy là cái biểu thức này nó như thế nào, trừ cho tan bình a khi x tiến tới không á à, thì biểu thức này nè ở này thôi, đơn giản thôi, thằng này ra là tan bình chia cho 1 trừ tan bình, nó vẫn vậy, cho nên lúc này á à, giới hạn của nó mình chưa có làm gì cả, mình chỉ làm vài cái biến đổi cơ bản thôi, cho nên giới hạn của nó vẫn là dạng vô định không chia không thôi, lúc này nó vẫn còn không chia không à, mình sẽ quy đồng mẫu thức và mình sẽ kết thúc cái bài toán này. Lim của x tiến tới zero à, này quy đồng mẫu thức và cái mẫu này mình dục xuống đây luôn là x bình nhân cho 1 trừ cho tan bình a nhân cho tan bình x à, à, và quy đồng thì trong này sẽ thành là tan bình a nè trừ cho tan bình x nè, mấy anh thấy là tan bình a trừ cho tan bình a nó mất nè à, một nhân vô à, một nhân vô này à, trừ tan bình nhân 1 gọi là trừ tan bình a, và thằng này là tan bình nhân này gọi là trừ của ổ cộng chứ cộng tan mũ 4a nhân cho tan bình x nha, tan bình nè nhân 1 nè này nhân cho trừ trừ tan bình nhân cho trừ tan bình ra là tan 4 nhân cho tan bình x được chưa, thì này tan bình a chém với trừ tan bình a, một bài toán rất là hay à, thầy làm có vài bước à. Bài toán này mình nghĩ thầy nghĩ nhiều hướng nhưng mà nhiều hướng khác nó bí à, cuối cùng phải đi qua cái hướng này thì mình chỉ giải vài bước là ra, mấy em mà à, chịu khó mà suy nghĩ thì mấy em sẽ thấy là bài này rất là hay.
À, thằng này á, sẽ là tan bình x nhân cho tan mũ 4 a nhân tan bình x. Thấy là mà nè tan, thầy sẽ đặt tan bình a ra, tan bình x ra, thì thầy còn tan 4x trừ 1. Ủa, tan 4a trừ 1 chứ, tan 4a trừ 1 nè, đặt tan bình ra thì mình còn là tan 4a trừ đi 1. Này có dấu trừ, thằng này là x bình, thằng này không phải số 4 nha, thằng này là chữ t thôi. Thầy viết chữ hơi xấu, lý do là thầy ngu mà. 1 trừ cho tan bình a nhân cho tan bình x. Thì mấy em thấy là tan bình x chia cho x bình, thì rõ ràng thằng này giới hạn khi tiến tới không thì giới hạn của nó là một bình phương, mà một bình chính là một. Thằng này á, tử á, lúc này nó sẽ là tan 4a trừ 1, mà và mẫu này á, nó sẽ là cái gì đây? Một, thằng này bỏ đi, thằng này với này gom lại rồi, hai này gom lại rồi. Còn thằng này á, khi mà x tiến tới không thì này tiến tới gì đây? Tan bình x là không, nhân cho này, 1 trừ cho 0 ra là 1, mẫu là 1, tử là tan 4a trừ 1. Như vậy đáp án của này là tan của 4a trừ đi 1. Đó là cái điều đầu tiên mà thầy chứng minh cho các em cách làm. Bây giờ thầy sẽ chỉ cho mấy em cách thử lại. Đối với dạng bài toán này á, thì mình sẽ thử lại. Đối thử lại á, thì cái quy tắc á, là mình sẽ thấy a là một cái giá trị nào đó. Thằng này là với mọi a mà, cho nên mình sẽ thấy a là bi chia 2, hay là a là bi chia 1 tỷ, hay là bi chia 10 gì đó, một số a bất kỳ nào đó. Thì coi thử coi nó có ra tan mũ 4a trừ 1 hay không. Vậy là mình phải tính tan 4a trừ 1 trước. Và mình tính cái biểu thức này. Bây giờ thầy sẽ tính nè, tan của 4a trừ 1 nè, tan của thầy sẽ cho nó là y đi, tan y tất cả mũ 4 trừ đi 1, tan y mũ 4 trừ 1. Bây giờ thầy sẽ can y này, y này thầy cho nó là a nhé. Trong cái bài toán này y này thôi, để cho dễ thì thầy cho luôn cái a này luôn. Tan của a mũ 4 trừ 1 thì thầy thấy a là bao nhiêu, thầy can đó. A là ví dụ như thầy cho nó ở đây thì mình phải chỉnh ra radian số 4, chỉnh ra radian mới được. A này thì mình sẽ cho nó là bi chia cho một cái số nào đó, ví dụ như bi chia cho không phải là chỗ số chẵn, bi chia 5 đi. Bi chia 5 là một số mình ít 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 biết nó. Nó thì tan 4a trừ 1 là biểu thức này. Bây giờ thầy sẽ bấm là giới hạn của này khi x tiến tới 0. Thì mình sẽ bấm là tan của a cộng x nhân cho tan của a trừ x. Tan của a trừ x, thầy bấm cái thằng này. Trừ cho tan bình, trừ cho tan x, trừ tan a tất cả bình, trừ tan a tất cả bình chia cho x bình. Chỗ nào có a thì thầy ghi là a, chỗ nào có x thì ghi là x. Bây giờ thầy can nè. A thì mình khỏi cần phải bàn nữa, a hồi nãy mình nhập mình can vào là giá trị bi trên 5, thì bi trên 5 chính là giá trị này, cho nên mình không cần phải đụng chạm nó nữa, mình bằng. Bây giờ nó hỏi mình x, trong biểu thức mình chứa a và x thì mình can, thì nó hỏi a nhiêu x nhiêu thôi. X là khi x tiến tới 0 thì mình sẽ cho là 10 mũ trừ 5 đi. 10 mũ trừ 4 đi, 10 mũ trừ 4. Đối với thằng tan này thì nên nhỏ nhỏ xíu, 10 mũ trừ 4. Thì em thấy là cái biểu thức này là trừ 0,721 3601 nè, với trừ 0,721359 gì nè, thì rõ ràng hai này nó gần giống nhau, cho nên đáp án của mình câu bộ nè, gần như đúng rồi. Em hiểu không? Đối với những dạng mà đáp số của nó không có ra ấy, mình thi làm gì có cái này đặng mình kiểm tra, hiểu không? Đáp số của bài toán này nó không có ra một cái số nào xác định, thì mình phải thế thử, thế a một cái gì đó vô và mình sẽ nói. Còn nếu mà em muốn thử cái a khác á, thì em can cái thằng này, em chỉnh vô cái màn hình này, cái biểu thức này, em bấm nút lên để em ra biểu thức này, em can a này. Bây giờ thầy cho là bi chia 10 đi, nãy bi chia 5, bây giờ thầy cho nó là bi chia 10 á. Thì tan a4 này trừ 0,98885 gì nè, thầy lấy cái biểu thức này, lấy cái biểu thức nè, mấy em cứ bấm nút lên thôi, lấy cái biểu thức này ra và thầy can a nó cũng vậy, em không có đụng chạm tới a nữa, tại vì a hồi nãy mình mới nhập là bi chia 10 rồi, cho nên nó là vị trí này bằng. Thằng này là 10 trừ 4, chúng ta cứ bằng hai lần thôi, tại vì x thì mình cũng sẽ không đụng chạm tới nó nữa. Coi đáp án có trừ 0,9885, đáp án này trừ 0,9885, thấy không? Mấy em thấy là tan a4 trừ 1 nè, cho nên hai biểu thức của chúng ta là đúng. Cho nên là bài số 46 này mình học được hai điều. Điều thứ nhất là cách biến đổi một cái biểu thức mà khi thấy tan, cái biểu thức tan này, hình dạng của tan như thế này, tích của hai thằng tan như thế này, thì mình sẽ nghĩ đến cái điều mà tách ra theo kiểu là công thức cộng của tan, tan tổng. Rồi, đó là bài số 46, một bài rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bài số 47, coi thử coi nó có hay như bài 46 hay không. Bài số 47, những cái bài đằng sau này toàn là những bài hay không?
Em nào mà nản nản lòng á, thấy bài tập nhiều quá, video thầy nhiều quá à, thì sẽ chết thôi. Ổng làm được những bài hay, không tiếp xúc những bài hay này thì sao mà giỏi nổi. Bài toán này nó lại như cái bài bài trên thôi. Ở này nó xuất hiện là a sin x, mình không có xử lý được a sin a, chứ a sin a mình chia cho x thì không ra gì cả, cho nên thằng a sin a này nó phải bị loại. Phải bị loại thì mình phải phải xử lý cái thằng này. Xử lý thằng này bằng gì? Ngoài cái biến đổi sin a cộng x này ra không còn cách nào khác cả, chúng ta phải phân tích sin a cộng x này ra. Nó là sin a, sin thì sin cos cos sin a sin x cộng cos a cos x. Mình phân phối với này và mình sẽ chém được với thằng này, mình hy vọng là mình làm được điều đó, hy vọng. Và bây giờ mình thử coi hy vọng nó có đúng hay không nha. Có x tiến tới zero của thằng này, a cộng x, a cộng x hả, a cộng x. Rồi ok, mình sẽ thử phân tích lại rồi. Sin a sin x cộng cos a cos x trừ cho a sin sin a trừ a sin a. Đó, thằng này nó phải làm cái gì đó để chém bỏ được với thằng này thôi. Mẫu là x ở đây, mình sẽ cố gắng rút gọn nó lại. Bằng lim khi x tiến tới zero. Thằng này á mình sẽ cố gắng là mình phân phối vô thử coi có gì hay không. A sin a, hay quá, a sin a nó xuất hiện a sin a này mấy em. A sin a nhân cho sin x, phân phối vô a sin x cộng cho a cos a cos x. Rồi này sẽ là x sin a sin x cộng x cos a cos x chia cho x, và này là trừ của a sin x. Thầy thấy là a sin x nè, nó xuất hiện nè, kết hợp với a sin x nè. Ủa a sin a chứ lộn, hai này mình sẽ gom lại thử. A sin a kết hợp lại, giới hạn của này khi x tiến tới zero của này là a sin a, thầy gom lại thì thầy xuất hiện là sin x trừ đi một. Thằng này nè, mình gom a sin a lại với cái thằng cuối này, a sin a lại thì mình được này còn sin x này còn một. Còn ba thằng này nó có gì đặc biệt hay không? Ba thằng này thì nó có cos x, thằng này nó có sin x. Sin x thì mình chia với x này thì mình ngon, mà x này chia luôn cũng ngon nữa. Này có thằng x nè, đối với biểu thức này nè mấy em, đối với biểu thức này nè thì mình chia ngay thằng x xuống luôn. Tại vì khi mình đặt x ra nhân tỉ chung xong đó mình chia xuống thì nó mất x, mà mất x đó ra biểu thức không chứa mẫu. Mà một cái biểu thức khi tiến tới một điểm mà nó không có mẫu là chắc chắn nó không có dạng vô cực, vô dạng vô định. Trừ khi là tích của hai thằng gì đó, mà này là dạng tổng cơ mà. Còn cái thằng này nó ra cos x chia x, cos x chia x, khá là khó ở đây. Đó là sin x trừ 1. A sin x, a cos x. Này là a sin a. Này làm theo kiểu này hơi câu câu bộ hơi hơi khó nha, hơi khó nha. Tại vì thầy nhận định được cái điều rồi. Nếu mà ba thằng này nè, thằng này với thằng A với hai này mà mình gom lại á, mình nè, chỗ này nè, mình sẽ làm là A mình phân phối với này sin A cộng cộng x nè. Thằng x này mình cũng phân phối với này. Thì thằng x phân phối với A, x mà phân phối với sin của A cộng x, mình chia với thằng x này á thì mình mất x, mình sẽ được là sin a cộng x. Thì khi x tiến tới không á thì đáp án của này sẽ là hữu hạn, đó là sin của a. Còn thằng này với thằng này nè, hai này mình sẽ đặt a ra. Mấy em thấy là bài toán này nó đẹp hơn nhiều khi mà mở rộng tư duy ra, nó sẽ đơn giản hơn. Lim khi x tiến tới zero của thằng này là a sin của a cộng x cộng cho a nè, phân phối với này ra sin nè, x nhân sin của a cộng x trừ đi a sin a chia cho x. Mấy anh thấy là thằng này nè, mình sẽ chia xuống và mình sẽ rút gọn thằng này lại, mình sẽ chia này xuống. Tại vì khi mình chia xuống thì mất x, và giới hạn của này đây là sin a là một cái hữu hạn. Còn hai thằng còn lại nó dính với thằng sin x, lim của x tiến tới zero, hai thằng còn lại nó dính với thằng x nè, thằng này với thằng này thì sẽ đặt a nhân tỉ chung, thì còn là sin của a cộng x trừ đi sin a. Sin a cộng x trừ sin a. Còn thằng này á là cộng cho cái giới hạn của x tiến tới zero trong cái thằng sin của a cộng x.
Nè, thằng này chia xuống là mất ít rồi. Đó, sin A cũng ít ở đây. À, thì này nó đang hữu hạn là sin A rồi, mình đụng không không cần đụng chạm nó nữa. Lúc này mình sẽ xử lý cái thằng phía bên này. Đó là lim của x tiến tới 0 trong cái biểu thức này. À, A này chắc mình bỏ ra ngoài luôn đi, tại vì A này nó cũng đâu có làm được gì đâu. Đứng đó để làm chi? Choáng chỗ rồi. À, thằng này á, mình thấy là sin trừ sin. Nó một biểu thức sin trừ sin. À, thú vị chưa? Sin trừ sin. À, bằng hai cosin. Cos cộng cos hai cos. Cos trừ cos bằng trừ hai sin. Sin sin là hai sin cos, mà sin trừ sin là hai cosin. Hai lần cos của a cộng b chia 2. À, x cộng a là 2a cộng x chia 2. À, sin cos là sin a trừ b chia 2 là a cộng x trừ cho a ra là x chia 2. X chia 2. Rồi thằng bên này là cộng cho sin a, thằng này giới hạn của nó ra sin a luôn thì mình ra sin a luôn. Tiếp tục là tới này nè, tới này nè. Bây giờ mình sẽ dễ quá. Thằng này á, giới hạn của này thì mình khỏi bàn. Giới hạn của này tiến tới mấy đây? Khi x tiến tới 0 thì giới hạn của này là cos a, đúng không? Giới hạn của này là cos a. Còn giới hạn của thằng này nè, hai này gom lại, giới hạn của nó là gì đây? Số 2 này mình dục xuống dưới mẫu luôn, sẽ là a lần lim khi x tiến tới 0 của thằng này là cos của 2a cộng x chia cho 2. Thằng này nè, hai nè tử nè, mình xuống mẫu á, thì mình sẽ được là gì? X phần 2. Hai này xuống dưới mẫu thì nó là mẫu của x thôi, hai ở trên tử xuống dưới mẫu thành mẫu của x. Tử này là sin của x chia 2, giới hạn của này là 1 cộng cho sin a. Thì này mấy em sẽ là thằng này là sin a nè, thằng này là 1 nè, thằng này ra 1 nè. Còn thằng này ra gì đây? Cos thế x là 0 vào thì được là 2a chia 2 ra là a, như vậy là chỗ này là a cos a cộng cho sin a. Thằng này giới hạn của nó là a cos a cộng sin a. Nha, a cos a cộng sin a. Đúng không? Giới hạn của này a cos a cộng sin a. Bây giờ hình như là khác đáp án rồi. Khác đáp án. A cos a cộng sin a. Bây giờ thầy sẽ thử lại cái chiêu thôi. Hồi nãy tôi mới chỉ cho em bài 46 là thử cái chiêu đó. Bây giờ là lúc mà áp dụng nè. Chúng ta sẽ tính cái biểu thức đầu tiên á. Thầy sẽ thử đáp án của thầy, tại vì ngồi trong phòng thi thì đâu có đáp án của tác giả đâu. Lúc này thầy sẽ thử là a nhân cho cos của a cộng cho sin của a. Thú vị quá. Bây giờ thầy thế a vào vậy vị trí đó thôi. Thầy vẫn cho a là b chia 10, thầy bằng một cái. Tiếp tục là thằng này. Thầy sẽ lấy cái đề ra. Thầy sẽ bấm là a cộng x nhân cho sin của a cộng x. Alpha x x nè, không, alpha x x là đóng ngoặc lại luôn, trừ cho a sin của a đóng ngoặc lại, chia cho x. Và mình thế thôi. X a này á, mình can nè, a là tiến tới vị trí b chia 10, và x này vị trí là từ gần tới 0 là 10 trừ 4 đi. Thì đấy, như hai đáp án này nó giống nhau, đáp án của thầy với đáp án này nó khá giống nhau, cho nên đáp án của thầy là đúng. A cos x, tại vì thầy làm sống đúng được. Hay quá. Đáp án của thầy Dương Văn Đông thì không biết đáp án chép có bị sai hay không, tại vì đây là một cái tài liệu, mà tài liệu này là từ nhiều nguồn, và do thầy Dương Đông đánh máy, cho nên là cũng có thể có sai sót, không có gì phải 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 ấy cả, mà chúng ta biết cái sai đó là được rồi, quan trọng là làm có biết hay không. Bây giờ là đề Đại học Giao thông Vận tải năm 98. Đề Đại học Giao thông Vận tải năm 98. Đây là cái đề đại học, nên những cái bài trong này thấy không, thầy nói là lim nó cũng có thể cho trong đại học, và năm 98 là cái năm mà mỗi trường nó có một đề. Thì Đại học Giao thông Vận tải đã cho một cái đề ở đây, và thầy Dương Văn Đông đã tìm đến nó và giới thiệu cho chúng ta coi ở đây. Đối với cái dạng này á, mình thử thế không vào thử coi nha. Thế không vào thì này ra không nè, thằng này ra không nè, 1 trừ 1 ra không, rồi tử không, mẫu không nè, 2 trừ 2 rồi mất. Rồi giới hạn của bài toán này là không chia không. Bây giờ thằng này là không, như vậy là cái dạng không chia không này mình có thể tách ra, là thằng này chia này cũng được, thằng này chia này, thằng này chia này, hay là kết hợp với một với sin x ta, hai này gom lại với nhau, một với sin x thì mình chỉ còn căn của 2x cộng 1. Chắc là nhân lượng liên hiệp của thằng mẫu này quá, xử lý thằng mẫu này trước đi, rồi tử này mình sẽ tính nó sau.
cái giới hạn khi x tiến tới 0. Nhân lượng liên hiệp của này sẽ được là 3x cộng 4. 3x cộng 4 là a bình trừ cho 2 cộng x đó, thằng này là 2 cộng x đó, trừ a bình cộng b bình. Trừ cho thằng này là 2 cộng x tất cả bình, a bình trừ b bình a 2 cộng x là 4, trừ đi 4x và trừ đi x bình, triển khai hằng thức ra và bỏ ngoặc đổi dấu nó. Rồi, mình thấy 4 trừ 4 ngon, quá ngon. 3x trừ 4x thì ra gì đây? Cái giới hạn của x tiến tới 0. Thằng này là 3x mà trừ đi 4x, trừ đi x bình thì chỗ này sẽ là giúp trừ ra. Thằng này cho 3x mà trừ 4x ra, trừ x mà trừ x bình, mình đặt trừ x ra thì còn gì? Còn x cộng 1. Thằng này còn x cộng 1. Bây giờ thằng tử này mình sẽ lấy cái nhân tử làm sao cho có x cộng 1. Thằng này thì thấy có sin x này nè. Thằng này thấy sin x này nè. Cho nên ở chỗ này á, thầy nghĩ là sin x mình chia thẳng xuống luôn. Tại vì sin x chia cho x thì giới hạn của nó là mấy? X tiến tới 0. Thằng này thì có là sin x ở đây nè, cộng cho cái thằng kia. Thằng kia là 1 trừ cho căn của 2x cộng 1. 1 trừ cho căn 2x cộng 1. Và rõ ràng là chúng ta có thêm một cái lượng liên hiệp. Đừng quên là chúng ta đã nhân lượng liên hiệp của cái mẫu. Đó là căn của 3x cộng 4 cộng đi 2 cộng x, đúng không? Trong cái biểu thức này lượng liên hiệp của chúng ta là 2 cộng x. Ban đầu dấu trừ, nhưng mà mình đưa vô cái ngoặc, mình đưa về dạng A trừ B thì lượng hiệp của nó là A cộng B. A cộng B là căn của x cộng 4 cộng cho 2 cộng x. 2 cộng x là một cái cụm nha. Thì lúc này á, thằng này thì mình thấy không vào thử coi, chắc chắn là thằng này nhân lượng hiệp của nó là nó không thể nào bằng không rồi. Ban đầu cái mẫu của nó bình thường đã là bằng không rồi, cái nhân lượng hiệp thì chắc chắn cái lượng hiệp đó khác không. Thì mình thấy vào mình thấy được thằng này nó đáp án của nó là 4, khi thấy x là không vào á thì là 2 cộng 2 là 4. Thằng này thấy không vào á thì cái mẫu nó chỉ cần loại bỏ được thằng x này thôi thì cái mẫu nó đẹp. Thằng này là 4, giới hạn này là 4 thì bằng bằng tiếp tục nè. Thì này mình sẽ không đụng tới nó nữa, tại vì giới hạn của nó là không có phải bằng không nữa. Nó làm số rồi đó, rồi x tiến tới 0 của thằng này. Mấy em thấy là khi mà thằng này á, thầy chia sin x chia xuống á, thì giới hạn này là 1, cái mẫu này là 1, cho nên đáp án của này là trừ 1 nè. Thằng này á, mình sẽ tách ra. Căn của 3x cộng 4 cộng cho 2 cộng x. Thôi, tới đây á, mình sẽ bằng luôn, bằng cái giới hạn tích của hai thằng. Mình sẽ là tích giới hạn của hai thằng x tiến tới 0 của cái thằng căn 3x cộng 4 cộng 2 cộng x. Thằng này nè, nhân với thằng này. Tại vì mình biết thằng này là hữu hạn và thằng này chắc chắn nó sẽ là hữu hạn. Cho nên đó, mình sẽ nhân cho cái giới hạn, mình sẽ nhân cho cái giới hạn khi x tiến tới 0 của cái biểu thức này. Biểu thức này á, thì mình sẽ tách ra làm hai thằng. Một thằng á, là sin x chia cho x, chia cho trừ x nhân cho x cộng 1, trừ x nhân x cộng 1. Còn thằng này á, mình sẽ cộng cho 1 trừ cho căn của 2x cộng 1 chia cho gì? Chia trừ x nhân cho x cộng 1. Thì lúc này cái biểu thức này á, thì quá dễ rồi. Biểu thức này giới hạn của nó tiến tới 0 chia 0. Mình sẽ khử cái dạng này. Còn thằng này á, giới hạn của này ra 4 nè. Nhân cho giới hạn khi x tiến tới 0 của cái biểu thức này, đó là sin x. Thằng này nó ra hữu hạn rồi. Sin của x chia cho trừ x nhân cho x cộng 1. Còn thằng này á, dấu trừ này thì dục lên trên kia luôn, là căn của cộng cho lim khi x tiến tới 0 căn của 2x cộng 1 cộng đi, ở trừ đi 1. Dấu trừ này đưa lên trên thì 1 này biến thành trừ 1 và này trở thành cộng phần x nhân x cộng 1. Mấy em sẽ thấy là chúng ta sẽ có những cái điều thú vị đây. Thằng này là 4 và thằng này á, chúng ta sẽ ra là trừ 1 cộng cho thằng này. Bây giờ chúng ta sẽ tính lim khi x tiến tới 0 của thằng này. Tiến tới 0 của thằng này thì chúng ta sẽ là căn của 2x cộng 1 trừ 1, chúng ta nhân lượng liên hiệp của nó. Nhân lượng hiệp của thằng này mình sẽ được là 2x cộng 1 trừ đi 1 chia cho x nhân cho x cộng 1 nhân cho căn của 2x cộng 1 cộng đi 1. Thì này đó nó sẽ ra là tử là 0. Mẫu á, chúng ta sẽ ra là gì? Chém được thằng x này nè. Tử á, là 2. Chém được, khử cái dạng vô định rồi. Khử thằng x dạng vô định rồi, tử là 2, mẫu là gì? 1 nè, cộng 2 nè. Thằng này 0 nè, 1 cộng 1 ra là 2. Như vậy là, này là 1. Như vậy là giới hạn của này là trừ 1 cộng 1 ở bên trong này. Nhân với 4 thì ra đáp án á, trừ 1 cộng 1. Nhân với 4 thì đáp án của chúng ta là 0. Đáp án của chúng ta là 0.
Để coi thử có giống không? Rồi, đúng rồi, đáp án là không. Nhưng mà ngồi trong phòng thi đại học á, làm một bài như thế này, đây là cái kiểu của đại học nè. Làm giới hạn của kiểu đại học, nó sẽ phối hợp giữa lượng giác và cái biểu thức. Và cái dạng phối hợp này thì mình học rồi. Nha. Được không? Dễ không? À, không có gì khó hết. Giới hạn tới đẳng cấp này rồi thì đại học giao thông vận tải là bình thường. Thì coi cái đại học nào mới là bất thường ở đây. Tại vì giới hạn cũng là phần khá là dễ, cho nên nó cũng sẽ ít cho chứ không phải là không cho. Và thì nghĩ là những cái năm sau thì nó sẽ cố gắng, nó sẽ cho những cái mà học sinh ít ít học nhất. Bài số 49. Bình thường 10 bài không đủ. Đó, mà cái đề thi đại học mà đề thi trung học phổ thông 10 bài không đủ. 15 20 bài. Thời gian làm bài sẽ dài hơn. Chúng ta sẽ cho 5 bài đầu tiên là tốt nghiệp. À, kiểu loại như tốt nghiệp. Còn những bài sau á xét đại học. Như vậy nó sẽ phân cấp phân bậc nhiều hơn. Hợp lý cũng được. Ai thằng này á, tại vì năm bài nó hồi xưa thi có A B C D, một cái đề đại học thì nó tới 10 câu, và 10 câu đó là 10 câu khó hết, chứ không phải đơn giản. Bây giờ là 5 6 câu đầu là nó quá dễ rồi, ai cũng làm được cả, nên nó không có phân gì hết. Cái hơn kém nhau á là ở 5 cái câu cuối á, năm bốn bốn năm câu cuối á. 4 5 câu cuối là nó hơn kém nhau đó, mà 4 5 câu cuối thì làm gì mà nó có thể mà phân loại được. Nó hơn kém nhau 0.25 cũng khó lắm, không phân loại. Hồi xưa 10 câu khó hết, thì cái mức phân loại nó cao, bây giờ có 4 5 câu, mức phân loại nó khá là thấp. Nên điểm của học sinh lúc nào em thấy là trong cái kỳ thi này điểm học sinh nó sàn sàn như nhau, 28 29 điểm rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Như đại học y dược của thầy á, là 28 điểm, là khá là nhiều, rồi mới tới 28.25. Em thấy là cái số lượng hơn kém nhau 0.25 nó không có đánh giá được, rất là nhiều người đạt 28, nhiều 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 người 28 rưỡi, 28 25. Rồi qua cái bài này, đây lại là một dạng kết hợp nữa, sin x x tiến tới không thì mình thấy là này không nè, này cũng không nè, thì ra 1 - 1 ra không luôn. Rồi khi x tiến tới không của sin x, x tiến tới không của sin x, x tiến tới không của sin x. Chà, đối với bài toán này thì đây là của 2 cái bậc khác nhau nữa nè, 2 bậc khác nhau thì mình sẽ tách ra từng thằng thôi, tách ra từng thằng được không? Không có. Cái dạng mà gặp 2 cái bậc khác nhau mình sẽ xử lý như sau, nhớ không? Gặp 2 cái bậc khác nhau, thường mình sẽ thêm thêm một cái số nào đó vào, để mình nhân lượng liên hiệp của từng thằng, thì nó đẹp hơn. Ở đây mình sẽ thêm thôi, bài toán này thêm thôi. Giới hạn của x tiến tới 0, này á, căn của 2x cộng 1, thì mình sẽ thêm số 1 vào. Bài toán này là 2 cái hệ số tự do của nó là 1 rồi, nhớ không? Nhớ không? Mình sẽ thêm số 1 vào. Căn bậc 3 của x bình cộng 1. Chỗ này thì mình sẽ là chọn cộng 1 ở đây, trừ 1 bên này, hoặc là trừ bên này cộng bên này, tùy theo. Ở đây thì mình sẽ trừ bên này, trừ 1, và mình sẽ cộng 1 phía bên này. Tại sao phải cộng 1 phía bên này? Thì để cho thằng hai thằng này nó trái dấu nhau. Tại vì này căn bậc 3 thì mình mũ 3 lên trái dấu, còn thằng này là căn bậc 2. Cho nên mình bình phương hết. Cho nên là thằng dấu của này nó là gì thì cũng không có cái gì cả. Thì mình đã thêm trừ 1 vào đây, mình cộng 1 vào đây. Cái bài này thì mình đã nói nhiều ở cái phần trước rồi, thì theo kinh nghiệm thì em phải phải giải hết những bài trước thì em mới có kinh nghiệm để mà làm nhanh được. Cái giới hạn khi x tiến tới 0 của sin x này thì mình chưa đụng tới nó. Mình sẽ xử lý trên này. Thằng này mình nhân lượng liên hiệp của nó mình sẽ được là 2x. 2x cộng 1 trừ đi 1 ra là 2x, và mẫu á sẽ là nhân với tử, là căn của lượng liên hiệp của tử là căn của 2x cộng 1 cộng đi 1 ở đây. Đó là cái mẫu. Bây giờ là này mình đặt dấu trừ ra thì mình sẽ được là căn bậc 3 của này trừ 1. Căn bậc 3 của này trừ 1, thì mình sẽ nhân với lượng liên hiệp là căn bậc 3 của x bình cộng 1. Tất cả bình, A bình cộng AB là cộng căn bậc 3 của x bình cộng 1.
và cộng b bình là cộng 1, và thằng này nó sẽ lượng liên hiệp của nó sẽ là x bình cộng 1 trừ đi 1, ra là x bình. Thì lúc này á, thú vị ở cái chỗ á, là mình sẽ được là x tiến tới 0. Của này x này ở tử này, x ở tử nè, thì mình sẽ dục xuống mẫu thì nó sẽ thành gì, thành sin x gì chia cho x, thì giới hạn của mẫu này nó không còn không nữa mà nó sẽ ra một. Thì thằng này nó còn gì, còn hai chia cho căn bậc 2 của 2x cộng 1 cộng đi 1 trừ đi x phần thằng này. Mà x phần thằng này thì giới hạn cái x tiến tới 0 của này là 0, còn của này là 1, và mẫu này là 1, cho nên đáp án của bài toán này sẽ là 1. Thằng này là 2 nè, thằng này là 0, 1 cộng 1 ra 2, 2 chia 2 ra 1, còn này là 0, thằng này là 1, 1 trừ 0 ra 1, chia cho 1 ra 1, đáp án là 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cho nên là đây vẫn là cái dạng mà nó mở rộng, tức là gom giữa một cái biểu thức thông thường và một cái lượng giác vào trong này. Và ở đây nó ứng dụng cái việc mà hai bậc khác nhau, giới hạn của một cái biểu thức mà chứa hai cái căn khác bậc. Bài 50 cũng vậy, bắt đầu từ những bài này nó thú vị. Bài 50 thì nó không có còn ít nữa. 50 nó không còn ít nữa. Mà 50 mình phải biến đổi lượng giác thông thường thôi. Ở đây thì mình sẽ thấy được là cái gì đây? Khi ý tiến tới 0, bài toán này ý tiến 0, mình nhìn dạng tổng quát nó chứa căn, một cái lượng giác mà chứa căn, thì lượng liên hiệp là cái mà mình nghĩ đến nhiều nhất, đúng không? Chứa căn bậc 2, lượng liên hiệp của nó là cái mình nghĩ rất là nhiều. Ở đây thì trời ơi, quên dừng cái video. Ở đây thì mình sẽ thử nhân lượng liên hiệp của nó coi. Khi giới hạn của x tiến tới 0, cái mẫu á, là tan bình x, mình chưa xử lý nó được thì mình để đó. Tan bình x này á, thầy thấy là 1 chia tan bình. Em thấy 1 chia tan bình không? 1 là 1 trừ cho có bình, có thể. Ngon ngon. Nó tan bình này thì để nó đi, lát mình xử nó sau. Bây giờ có thể nhân lượng liên hiệp thì cos của 0 ra mấy đây? Ra 1. Như vậy là thằng này là căn 2 trừ căn 2. Đây là thành thành 0. Thành không. Giới hạn của bài này có phải là không không ta? Thầy đang nghĩ giới hạn của nó là không rồi, thầy thầy mạnh dạn này làm luôn á. Giới hạn là không là quất luôn á. Thử coi. Căn của 2 trừ đi căn của 1 cộng cho cos x. Đóng ngoặc lại chia cho tan của x tất cả bình. Thì thế thử coi, x là 10 mũ trừ 4 nè. Ra là không phải, không phải không thì thôi mình làm. Không phải không thì mình làm. Thằng này á, thì thầy nhân lượng liên hiệp luôn, sẽ là căn 2 cộng cho căn của 1 cộng cos x. Và thằng này nó tử nó sẽ mất không thôi. Thằng này sẽ làm gì đây? 2 trừ đi 1 trừ cos x, đúng không? A bình là này ra 2, B bình là 1 cộng cos x, bỏ ngoặc đổi dấu là trừ 1 trừ cos x. Thì bài toán chúng ta sẽ là giới hạn của x tiến tới 0 của 2 trừ 1 ra 1 trừ cos x, 1 trừ cos x. Và mẫu này á, là tan bình x. Tan bình nó vẫn còn không nha. Căn 2 cộng cho căn của 1 cộng cos x. 1 cộng cos x. Thì thằng này á thì nó ra mấy đây? Giới hạn của này sẽ ra là căn 2 cộng 1. Tại vì cos 0 là mấy? Thằng này giới hạn nó là 2 căn 2. Giới hạn của này khác không rồi. Bây giờ chỉ có thằng tan x nó ở dưới mẫu mà nó bằng không nè. Tan x ở dưới mẫu bằng không mình phải xử nó nè. Thì xử nó như thế nào đây? Tan bình x, tan bình thì là ở này nó có 1 chia tan bình. Thằng này thì đưa ra ngoài luôn, tại vì này là hữu hạn cho nên thì dục nó ra ngoài luôn. Sẽ là giới hạn của x tiến tới 0 của thằng thằng mẫu á, là 1 chia căn 2 cộng cho căn của 1 cộng cos x. Thằng này thì đưa ra ngoài, nhân cho cái giới hạn, nhân cho thằng còn bên trong nè, x tiến tới 0 của 1 trừ cos x chia cho tan bình x. Thì thằng này giới hạn của nó là 1 chia căn 2, 1 chia 2 căn 2. Thế vào giới hạn của này là căn 2, này là cos của 0 là 1. Thì là 1 cộng 1 là 2, 2 căn 2, 1 chia 2 căn 2. Nhân cho thằng này x tiến tới 0, giới hạn của x tiến tới 0. Bây giờ mình sẽ biến đổi. Biến đổi cái gì? Cho thằng này đây, 1 trừ cos x thì mình có thể nhớ đến 2. 2 lần sin bình x chia 2. Thằng này là tan bình của x. Tan bình của x mà mình sẽ đưa về, chắc là mình đưa 1 chia cos bình quá. Tan bình á, tan bình á, nó thay lấy 1 trừ cho cos bình x đó thì bằng gì? 1 trừ cos bình. Một cộng cos bình là 1 chia tan bình x, đúng không? 1 chia tan bình x. Trời ơi.
một cộng có bình là một chia tan bình nè, thằng này thì thấy xuất hiện một cộng tan bình nè, một chia tan bình nè, cho nên thầy sẽ tách ra là một trừ cos x là thằng cũ, và một chia tan bình thầy thay thằng này vào là một cộng cos bình x. Cos x đó khi x tiến tới 0 thì này nó tiến tới 0. Này dạng 2 nhân vô cùng hả? Ý tiến tới 0 thì này nó tiến tới tới 0. Còn này tiến tới gì? Tới 2. Rồi lấy 1 chia cho thằng này là 0,176 nha. Lấy 1 chia 2 căn 2 thử coi, đáp án có phải là 1 chia 2 căn 2 không? 0,35 nhân 2 thử coi. Ủa. Nhân lượng liên hiệp sẽ được căn 2 nhân này. Này bình phương lên là 2 trừ 1 trừ cos x ra là 1 trừ cos x. Chia cho này, thằng này là ấy thì nó ra bên ngoài luôn. Còn thằng này á, tan này á, giới hạn của chúng ta đang bị thắc mắc ở chỗ là 1 trừ cos x. 1 trừ cos x thì mình biết nó ra là 2 lần sin bình. Tan bình x. Giới hạn của này tiến tới 0,5 nè mấy em. 0,49 là 0,5 nè. Giới hạn của biểu thức này ra 0,5, ra một số đẹp. 0,5 là 1 chia 2 gì? 1 chia 2 căn 2 hả? 0,5 nhân với này là 1 chia cho 4 căn 2. 1 chia 4 căn 2 ra 0,176, đúng rồi, đáp án của chúng ta ra thằng này đúng rồi nè. Như vậy thằng này nó tiến tới 1/2, bây giờ mình sẽ làm sao cho nó tiến tới 1/2 đây? Thằng này chỉ có một con đường kế tiếp thôi. 1 chia 2 căn 2. Lim, không có làm theo kiểu này. 1 chia 2 căn 2 lim khi x tiến tới 0 của thằng này á, là 2 lần sin bình của x chia 2. À, mạnh dạng quất luôn. À, tan bình á, là sin bình x chia cho cos bình, thì cos bình mình đưa lên này là cos bình x mình đưa lên trên này. À, tan bình là sin bình chia cos bình. À, 1 chia 2 căn 2. Thằng cos bình này thì dục ra ngoài luôn, số 2 thì dục ra ngoài luôn. Là thôi số 2 để đó đi, thằng cos bình dục ra ngoài luôn. Cos bình dục ra ngoài thì mình sẽ được là cos bình x. À, lim của cos bình x là 1 nha, là lim khi x tiến tới 0 của thằng cos bình x, để đó đi. À, và thằng này nó cần gì đây? Sin bình của x chia 2 chia cho gì? Chia cho x chia 2 tất cả bình. Thằng này nó cần x bình. À, tại vì hai cái bậc của sin này, hai bậc của sin này nó giống nhau, cho nên thầy mạnh dạng thầy triển khai luôn. Thằng này thì nó cần là x chia 2 tất cả bình, thì nó phải nhân với gì? X bình phần 4 thì nó mới đúng. Thằng mẫu này á, là sin bình x thì nó phải cần gì? Nó phải cần x bình. À, cần x, x bình. À, thì này nó sẽ tiến tới tới 1. Thằng này nó tiến tới 1. Thằng này nó tiến tới gì? Khi x tiến tới 0. À, tiến tới 0. Này x bình thì nó nhân với x bình nha. Thằng này chia x bình thì nhân x bình. X bình chém với x bình ở đây. À, thì tử là 1/4. Số 2 nó đâu rồi? Số 2 nó ở đây. 2 lần cos bình nhân 1/4. Thì cos này khi x tiến tới 0 á, này tiến tới 1 nè, thằng này tiến tới 1 nè, thằng này là 1/4 nè. Thằng này nhân 2 ra 1/2 này nhân cho 1 nè, thằng này là 1. À, 1/2 nhân 1 à, ra là 1/2 nhân với ra bên ngoài này thì đáp án ta sẽ là 1/4 căn 2. Được chưa? Đáp án của bài toán là 1/4 căn 2. Nắm được vấn đề ha. À, khi mà gặp cái dạng này nè. Cái dạng 1 trừ cos chia tan bình đó, mấy em thấy lại là cái chiêu cũ thôi. 1 trừ cos là cái chiêu cũ ở trong cái giới hạn này, thấy 1 trừ cos hoài. Lúc nào cũng thấy 1 trừ cos hết. À, thì chúng ta sẽ xử lý theo kiểu đó. À, và thầy mạnh dạng à, phải mở rộng đầu óc đó, mạnh dạng suy nghĩ cái thằng này nè. À, tại vì nó cùng bậc cho nên mình sẽ mạnh dạng chia cho x luôn. X nó tiến tới 0 nhưng mà nó không bằng 0 cho nên mình có thể chia cho x được. Rồi, à, video này thì sẽ dừng ở đây. Chúng ta tới bài 50 rồi. Chúng ta còn 13 bài nữa là chúng ta xong rồi. Hay không? Quá hay. À, chào các em. Chúc mừng năm mới nha.